Em ơi, con gấu hình như nó cụp cái tai rồi, đúng không? Con gấu ấy nó cụp cái tai rồi, nó cụp cái tai rồi. Bây giờ như vậy hoài cũng phải cách em ơi. Thấy rồi, thấy rồi. Kỹ nghe. Hai, xin chào tất cả cô chú anh chị với lại kênh những phút của mình nha cả nhà. Lộc xin chào cả nhà, chào cả nhà quay lại với kênh Gió Đồng cả nhà ơi. Thì hôm nay Lộc với Phúc nói chung cũng báo với mọi người một cái sự việc là không mà lắm biết là mình hay là buồn hay như thế nào đó. Tại vì thật sự mà nói đối với anh em mình thì có cái chỗ nhà của Phúc thì nếu mà đuổi đi được thì là một điều tốt. Nhưng mà không được cũng mình cũng chưa biết nhau, nhưng mà cách đây khoảng chừng 5-7 ngày vậy em, đâu đó khoảng tuần lễ thì ông bác ông có mời người ta về, người ta gọi là một ông thầy về để đuổi những cái vong. Nhưng mà ông bác có nói rằng là khi vị thầy này về đuổi thì ông nói là đuổi những cái vong lớn thôi, có nghĩa là những cái vong là cái bữa đó thì em không phá đó. Cái bữa đó ông bác có những gì phá mở cửa thì ông mời làm rồi em không qua. Thì ông nói rằng là vong nó không phải là vong thường, vong nó thuộc về dạng quỷ vậy. Nhưng mà nghe nói rằng là dưới nhà Phúc có ngôi mộ mà vô tình, có nghĩa là khi mà cắt lên, mà thường thường những cái ngôi mộ như vậy á thì phải là muốn cắt nhà lên phải yểm trước, phải không cho họ phá. Nhưng mà nhà Phúc thì không biết gì vấn đề đó, tại vì đâu có biết là nó đụng tới đó đâu. Vô tình thì cắt chồng lên cả nhà. Thì khi mà cắt chồng lên thì cả nhà biết rồi, khi mà họ cái nhà đó đặt đó là cái nhà của họ, cái nơi họ cư trú ở đó. Và khi mà mình cắt nhà lên thì động phạm với họ, và vô tình có nghĩa là họ nhà mình ở trên nhà của người ta, thành ra người ta mấy là họ chưa chắc gọi là phá, mà có thể là nói là họ đi trong nhà họ mà cũng là trong nhà mình. Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái khi mà người mất á thì cái ngôi mộ chính là ngôi nhà thứ hai của họ đó. Và khi mà cái ông thầy này, cái ông thầy đó em không biết đâu, nhưng mà khi mà ông ba mới nói chuyện thì em chỉ biết sơ thôi là đuổi đi rồi, còn về cái bông mà năm đứa trẻ này không đuổi thì ông thầy nói là nói chung là năm đứa trẻ này nó không có hay hại nhiều, với lại nó còn nhỏ. Đúng rồi, thì ông để đó. Không phải không để mà ông nói cũng, mà cũng có làm, nhưng mà em không biết nhỏ, không có cái kiểu mà không biết nhiều. Thì có thể gì ông thầy này ý định ông là vậy, có thể là sau này ông sẽ đến và sẽ chụp những cái vong này đem lên chùa, có thể là thời gian nữa. Đúng rồi, đem lên chùa để rồi. Còn về mà vấn đề những cái vong đây thì ông thầy ba em nói thì ông thầy nói là xong hết rồi, ông làm xong hết rồi thì anh em mình hôm nay đến là để thử có điều gì lại coi thử có gì không đó. Nhưng mà khi vô thì vẫn thấy những hiện tượng. Hôm nay nói là tới mấy vong là nhiều lắm, không phải riêng là một cái vong tại nhà sau nhà Phúc. Nói chung là cái khu này ở đó chết dữ lắm cả nhà. Và chúng ta không biết là ngôi nhà có bao nhiêu vong, mà ông thầy thì ông cũng, anh em mình cũng gọi là không có nói chuyện gõ giọng, thành ra mình chỉ nghe người lớn truyền miệng là thôi. Và cái điều đó là cái vong, có nghĩa là những cái vong lớn thì được ông thầy coi như là ổng nó đuổi đi hay gì đó, ổng đã là bùa rồi. Nhưng mà vị thầy này không dám chắc chắn, tại vì ở nhà biết rồi, nói về tâm linh là cũng hên xui lắm. Cái này vì vậy mà anh em mình cũng đang hôm nay trở lại xem có điều gì hay không. Thì ý là ông thầy nói là xong rồi thì anh em mình cũng tò mò, tại vì cứ hỏi mấy anh tính qua rồi mà nói chung là để ổng làm trong nhà đi thì mình tính sao không được. Ông có nói là nó không có phá nữa đâu, nếu mà gia đình mà có về ở được thì cứ về ở bình thường, nếu có điều gì vậy.
thì mà em không biết sao chứ nãy giờ là có đến đúng rồi, vẫn nghĩa là Lộc nghĩ chắc nhưng là mà hiện giờ cái tiếng nó không biết khi nào là những cái đứa trẻ không, tại vì quan trọng là một hơi em quay á, có những cái công nó sức bên đó mới quan trọng, còn những đúng cái rồi. tiếng này nhiều khi mấy đứa nít nó giỡn nó Thì đu đùa cũng chừng. đúng rồi, tại vì cái trẻ con thì nó cái tính hiếu động, mà khi mà còn sống mà chết sau thì sống vậy, sống sau Đấy chết đúng vậy rồi, cả nhà. chị bông trẻ 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 em mà. Thì mình nói chung là anh em mình hôm nay đến đó, chủ yếu thứ nhất là cầu lại coi có hay không, nếu mà không có thì ok thì có thể là anh em không trở lên ở đây nữa. Tại vì nếu mà nếu mà không còn nữa em cũng mừng được, cái nhà nó được Nhà ổn này định đó đúng rồi không? hay rồi, còn nếu mà còn nữa thì anh em mình chỉ giống như là đợi ông thầy đó để coi thế nào nữa. Hình như là cái clip mà cái gần nhất là mình đến lâu chưa ta, Gần đây nhất cả mình đến cách đây cũng khoảng 10 ngày, chân 10 ngày. thì cái ông thầy là khi mà anh em mình đến quay buổi trước hôm sau đó là ông thầy ổng đến, ổng Đúng đến là rồi. ổng làm đó. Nhưng mà anh em mình không có đến nữa, nghĩa kia không qua đây được. Mình nên mà không biết ông làm gì. Không biết ông có bắt nó chứ không, nói là ông đuổi đi cái đó mình không không gành nữa. Vậy nếu mình không biết được thì Nhưng mà ông mình chỉ nói là xong rồi, nhưng mà anh nhà nó như vẫn còn, nhưng mà Lộc nghĩ đây có thể những cái bom nhỏ cũng trong cửa trẻ con. Thôi bây giờ mình sẽ lấy cái sách camera quay lại coi hôm nay có điều gì hay ok không nghe cả ok nhà. ok Ok, camera lại. nên mình vô nãy giờ ngồi đây nói chung cũng nghe những âm thanh xung quanh, nhưng mà nói chung thì bữa nay anh em thấy nó có nhiều điều nó cũng thay đổi nhiều lắm cả nhà, nghe những âm thanh thôi chứ anh em mà nãy giờ không có thấy cái điều gì cả. Có gì đang nghe Là phòng hử? để ý Là không, từ hôm đó tới giờ là nó là từ hôm đó giờ là anh ấy nó nằm vậy luôn á. Mà cả nhà ở đâu vậy? Cáo chứ em, những cái hiện tượng này bình thường. Ok, những cái hiện tượng này á thì nó vẫn bình thường, vẫn như lúc trước cả nhà. Có gì không em? Có gì không? Đâu rồi? Có gì không đâu? Những cái điều này vẫn còn. Và nhưng mà nó khác ở chỗ là nó không có cái gì em? Nó không có mạnh như là trước nữa. Ở con gấu mà cả nhà có nhớ con gấu mà nó bị thúi, tôi nghe gấu từ đâu đến á, nó đen thù lùi thứ ghê lắm mà giờ nó đâu không thấy. Ừ. Em ơi nó kìa, em nhớ nào, nó nhớ không sao nằm trong đây ta? Cái gì em cầm giùm anh, nó lấy nó ra kìa. Lên cái gì này, ê, 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 cái tiếng gõ cửa đó. Cảm
cái lớp mình ấy là bên ngoài nó hết rồi ta. Em nhớ cái lớp cây một mình. Ê con gấu. Đi cả nhà. Quái. Nãy giờ anh em mình dường như không có thấy cái đầu cô gái. Cô gái đứng. Để anh đi vô trong toilet thử cái. Tại thường thường ngày anh em mình sẽ thấy những cái đầu lú ra từ những cái này cả nhà. Em mới vô rồi, em đang làm. Em mới vô rồi hả? Bình thường anh ơi. Không có gì để động. Mà không có thấy nữa. Ê, có khi nào mà ông thầy đó ông đuổi đi được không? Tại cái vong nữ đó. Mà còn hai cái vong đi theo vong nữ nữa, giống hai đứa trẻ. Em nhớ không? Cái gì? Đâu rồi? Em ở đó để anh mở cửa này cái nha. Ê, sao có dấu chân trẻ con trên đây em? Em ơi, cả nhà anh nhìn kỹ nè. Cái dấu chân của một đứa trẻ rất là nhỏ. Cái dấu chân của đứa trẻ. Không có cái dấu nhỏ xíu nè. Anh thấy không? Không phải cái dấu bự này, dấu này dấu tay. Cái dấu chân nhỏ nè. Nè cả nhà, trong cái dấu bàn tay có dấu chân nhỏ. Đúng không? Dấu chân nhỏ xíu à. Nè đây nè. Rất là rõ. Anh mở cửa nó vô một cái. Mở hết rồi. Cứ nhắc à, em cầm. Không anh cầm cho. Được không? Có gì chị mày á? Cứ nhắc luôn. Có gì đâu. Sao mà nó cứng như vậy? Có gì chị là em nhớ hôm đó anh bị lâu vô đây không? Nhưng Lập không có thấy cái gì luôn cả nhà. Lần trước á Lập bị lâu là thấy mấy con gấu ở trong. Nhưng lần sau á thì tuyệt nhiên mình không thấy điều gì cả. Mà em. Gì em? Gì? Em mới là nắng này à? Không có. Tiếng là nắng đâu vậy? Gì em? Cái gì mà nó cứng nhắc luôn á.
Gì vậy? Gì? Cả nhà, hôm nay anh em không thấy cô gái thiệt. Không thấy những cái bom đi theo cô gái luôn. Sao nó tự lớp vậy? Anh không biết ông đi. Nãy nó làm chi đó hả? Anh vô anh không biết luôn. Gì? Cái lỗ bông nó là nằm ở trên đó hả? Anh không biết. Cái gì? Cái thùng này nó rớt nữa nè. Có gì không em? Ê, mình thử đi. Có khi nào mình đặt camera nghe, em mình ngồi cái đó mình đặt camera coi xuất hiện cái đó. Thật sự nãy giờ là nhìn như cô gái này không có thấy xuất hiện luôn. Đúng không? Không thấy, không thấy này. Trong phòng á. Mở cửa. Em để máy với anh. Em để máy anh đi là đặng. Em ra đây nè. Vì sao? Bây giờ là đang thử nổ nó lại. Giờ anh thử nổ nó lại thử. Có họ có trả lời không? Có nó đi. Anh gọi lại cái nghe cái đến nha. Thôi được rồi đấy. Em nghe em. Em sẽ đi ra máy gặp ra. Gặp ra đây. Ai nói là đây. Em đặt cho anh. Ok. Thì cả nhà lột lỏ thôi họ. Nghe cái tiếng bên trong này cả nhà nè. Cái gì? 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 Em đem con gấu này gặm mới được. Đúng rồi. Giống như bị đâm vô nai nói. Cái gì nữa này? Cần cái gì? Nó giống như đang bị đâm. Hai phòng nào. Cái tay nắm cửa, tay nắm cửa nắm đi. Không không biết nữa, nãy giờ anh quên luôn. Cái tay nắm cửa kìa.
Số kỳ mở bên đây nó kêu. Em mở bên đây nó kêu. Đây này coi cái nhà coi thử nè. Ủa? Hồi nãy phút mở bên cửa này là bên đó kêu. Kêu. Hồi nãy em mở bên cửa bên phòng. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là phòng đó kêu. Bên nào phòng nào á? Cái gì? Đâu đâu anh thấy? Anh thấy? Đâu? Hai bên luôn á, hai phòng luôn á. Cái nhà hai phòng. Hôm đây đều nó. Nó hai bên đi ra luôn. Đi cả nhà, cả nhà. Nè thấy nè, cái tay nóng mà. Có gì không em? Gì? Sao? Giấu à? Có gì? Gì nữa? Gì có ben hả? Hả? Có cái lạnh nha. Khoái. Đúng. Anh dơm lên coi. Làm thế. Gì vậy? Cái dao hả? Ôi mệt quá. Mệt chứ mày. Cái nhà này thì hầu như là không còn thấy được cái ngọn đứng dưới này mà. Không thấy, không thấy đâu hết. Dường như là liên tục những cái tiếng động từ... Mà nó là từ những cánh cửa, rồi những... Âm thanh phát ra thôi. Không, không, không. Nói chung là cái vong á, không còn thấy cái vong. Cái người nữ này từ đó thì mình không thấy nữa. Anh em mình văng chăng ở đây là có thể là thầy bùa đã đuổi đi được rồi. Hay là như thế nào đó. Mà... cái cô gái này, cái người nữ này, mình kêu cô gái thì biết phải cô gái không? Thì cái người nữ này không có xuất hiện ở đây. Đúng. Thành một điều anh em mình đang nghĩ là có thể là chỉ còn cái vong nhỏ nó, họ đang phá và đùa giỡn với anh em, mà bình thường là khi đúng không? Khi mà anh em vô chút xíu là bắt đầu có cái vong đó. Đúng. Cái đầu trời kìa. Cái đầu trên là không cái gì á? Gì vậy? Gì dưới cái miệng luôn? Chị làm ông á. Cái nhà thấy còn bay xuống nữa kìa. Những cái
cái bộ đi khí nó phóng nó xuống và còn đang còn kính mà nó xuyên qua vậy không biết nữa có ai nó xuyên qua vậy cái này này sẽ đón sư anh em vậy có xuất hiện ở đây đúng thành có điều anh em mình cũng đang nghĩ là có thể là chỉ còn cái vong nhỏ nó họ đang phá và đùa giỡn cho anh em mà bình thường là khi đúng không khi mà anh em dư xuống xíu rồi đâu trời kìa đâu trên trên lao không cái gì á gửi cái tủ lạnh nè cả nhà gửi tủ lạnh nè hôm nay nói chung là anh em mình không thấy điều gì nó không thấy dường như cái bông nữ nó không còn thấy nữa em đi đâu à đâu cái đó hả là nó ăn gì à đây nhà trên của nhà Phúc trên này thì đúng rồi đây thì thờ cúng đầy đủ hết cho nên được vấn đề mà thấy thì từ cái khúc nhà bếp này đảo ngược vì sao thôi cả nhà còn dường như là khúc trước là không bao giờ có cái điều gì cả nếu mà nãy giờ mình đâu nghe được điều gì không nhỉ gì em miếng da gì á thôi anh em mình để camera ngay chỗ này có thấy gì không em đây nè như thường ngày anh em mình hơi đập anh tự chỉnh lại cái đèn khác đấy là từ cái đèn khác em mình á khoan mình thử đi rồi để chỉnh qua cái đèn đỏ thì thường ngày anh em mình đặt camera đây thì sẽ thấy cụ gái hoặc là sự cố đó rồi đúng rồi nhưng hôm nay dường như không có điều gì cả mọi thứ đều âm đổi lại đèn kia đi ý em hỏi sao nhà cái tiếng gì vậy nó bởi từ khi nào vậy nãy nay mình ngồi còn bình thường quái cái miếng bàn bể mà kì kì quái từ nãy nay mình nói chuyện với bạn đúng rồi còn nguyên chẳng mới ở đây mà nhưng sao mà bể vỡ rồi nè cả nhà em thử đi, em thử đi. Chỉnh màu đèn gì vậy? Anh chỉnh màu đỏ đi, anh tắt đèn. Anh hết rồi, anh không có chơi, không có đem đèn đỏ theo, không có đem đèn kia theo. Để em chỉnh ra. Lắp tắt hết. Có điều gì không? Anh giờ anh đi lẳng ngồi nghe. Đèn đỏ không anh? Đỏ. Ok. Còn đi vô đây em đem họ không coi. Đầu nó yên tĩnh, anh đấy nè, không còn những cái tiếng gì kia nữa. Hôm nay anh em đến, dường như đến đây cả nhà, không thấy cái bông hồ của cô cái người nữ nữa. Anh để ý thì mỗi lần anh em mình vô chút xíu thôi, là có thấy cái bông nó rồi. Đúng rồi, vô xíu mà. Mà hôm nay thì ông không thấy được. Vậy anh, cái gì? Anh đứng yên,
anh quay vô cánh cửa chính kìa, kìa chết quá, chết gà cả nhà kìa. Cái gì vậy anh? Lại camera này, lại đây nè, nhà trong camera kìa. Cô gái không có đầu, tay chứ không tay luôn. Sao trời, sao kỳ vậy? Mắt đầu cô gái không, cô gái cái phòng cô gái này. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao là không còn tay còn chân nữa? Còn chân mà nói có còn chân nữa. Rồi mất tiêu vậy. Vậy anh, cái gì anh đứng yên, anh quay vô cánh cửa chính kìa, kìa chết quá, chết gà cả nhà kìa. Cái gì vậy anh? Lại camera này, lại đây nè, nhà trong camera kìa. Cô gái không có đầu, tay chứ không tay luôn. Sao trời, sao kỳ vậy? Mắt đầu cô gái không, cô gái cái phòng cô gái này. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao là không còn tay còn chân nữa? Còn chân mà nói có còn chân nữa. Rồi mất tiêu vậy. Mãi kỳ vậy trời, mãi gì? Cái nhà để bút bật đèn lên, tắt đèn đỏ đi. Cái nhà cô gái sao còn tay không, không đầu, cái chân này em biết coi không, thật sự không thấy. Không biết nữa sao mà cái không được. Nhưng mà nhà này mình không biết ông thầy này ông làm điều gì với cô gái này mà đây mắt cái bông cụp tay cụp đầu luôn. Cái nào ông tại sao mà cái cô gái này không còn đầu không còn tay, cái nào ông đều bùa đã làm gì mình không biết nữa. Thì thường thường là những khi mà những thầy bùa mà để mà chụp những cái phong mình đi ấy, thì nếu mà thông thường á bắt họ đi với nha thì sẽ gọi là nhốt họ vào cái hũ hoặc là nhốt họ vào cái gọi là cái gì đó để đem họ đi nơi khác. Nhưng mà tại sao cái vong này lại bị cục đầu, nhưng mà cục hai tay cái lần trước bên này đến còn gặp bình thường. Đúng rồi, bởi nãy giờ anh em mình không thấy đầu. Anh cũng nghi vậy, chẳng làm gì đó. Nhưng mà cái điều mà vậy là anh em mình không muốn. Thật chứ nếu mà đuổi họ đi, họ để đi nơi khác mà họ toàn dạng thì nó tốt hơn. Thà họ không đi ở luôn cũng được. Đúng. Tại vì nếu mà làm vậy thì mình lại là mang cái nghiệp nữa. Đúng rồi, mang cái nghiệp. Tốt vậy. Cái kịp giờ sai thì chạy. Tự nhiên thì gặp lại cô gái này em mình thật sự cũng khó xử luôn. Không biết sao á. Mà không biết ông thầy này làm cái gì luôn. Không muốn làm gì những cái phong tại vì nếu mà cách tốt nhất là mời họ đi thôi. Nói chung nhỏ nhẹ thôi, đơn giản. Muốn mời họ đi ra khỏi nhà thôi, nhưng mà tại sao không có ông thầy này nè, ông thầy pháp mà lại làm nhà cho ba mẹ mình lại làm vậy? Em nghĩ đây ổng chứ không ai nè. Tại vì cái đúng rồi. Này mình đánh còn bình thường rất là bình thường. Chứ nếu mà bình thường cô gái đâu được ấy không? Đúng rồi. Có cái gì họ ra tay, thế lực nào ra tay, chỉ có thầy bùa đến thôi. Cái gì mà ổng bên? Nãy giờ cả nhà để ý là dường như anh em mình không có thấy cô gái này di chuyển, không thấy đầu, có nghĩa là không thấy gì hết. Ê, em nó cầm cái dao kìa, nó cầm cái dao kìa. Ê, em nó cầm cái dao kìa, nó cầm cái dao kìa. Ôi, em, đặt máy xuống. Cái chuyện với nhau là cái gì vậy? Cầm với nhau là cái gì cả nhà? Ê, cẩn thận nha anh, cẩn thận nha. Wow.
cho nó cầm cái dao của ta. Thì trời. Đây cái anh Lộc cẩn thận nha anh Lộc. Cái dao ở đâu rồi? Có gì đó không? Con dao rồi, mất tiêu rồi. Mất tiêu rồi. Cái dao mất luôn. Dường như hôm nay mình thấy có sự giận dữ của những con gấu. Nó cầm dao là anh hiểu rồi đó. Hồi nãy thì con gấu nó bị cái dao nó cắn bị dường như đâm ngay nè. Đúng rồi. Cái gì em? Có gì đâu. Lần thứ hai á là con gấu bị con gấu nó cầm cái dao. Nó cầm cái dao gỗ nè. Cầm cái dao gỗ nè. Sao kỳ trời. Thôi bộ nếu mà làm gì sao kỳ vậy trời. Mà nó biết hả? Chứ nếu bình thường thì cái bọn các em mà chỉ gặp nó xuất hiện thôi. Chứ không có giận dữ mà tới cầm dao vậy đâu. Đúng rồi. Mà cũng có nghĩa là khi họ làm một chút đỉnh chứ chưa bây giờ làm anh em mình gọi là những như như vậy là nguy hiểm lắm. Tính nguy hiểm tính mạng luôn. Có cái làm đó là cô gái đó. Cái quỷ còn quỷ chứ mấy cô gái nữa. Quỷ nó nhặt thôi. Là nhặt chú Phúc nè. Lúc đó cầu đó. Cho đó vậy thì nói chung là có bị nhưng mà không có nguy hiểm. Mà giống như là tại sao mà nó giữ tin như thế này. Cái này mình phải hỏi là đúng không? Nếu có thể thì mình sử dụng cái làm cầu giống như lần trước tôi nhớ cái chén hả? Không, cầu còn cái khăn. À, coi có thể là khỏi được cái phong không? Mà anh biết có biết đâu nói chuyện không? Có nào cũng làm gì tự nhiên bị giảm nói là đi rồi hết rồi. Làm nãy làm gì kỳ cục nữa. Bây giờ là thử đặt máy là kỹ và nó coi thật sự có bị như vậy không được. Nếu mà cô gái xuất hiện mình lại nổi luôn nha, là lại nổi luôn nha. Cho tiếng với họ nha. Bây giờ đi đặt máy đi. Ê, 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 con gấu nhỏ. Cầm cái quéo kìa. Quái. Cái quéo kìa. Ôi trời. Anh thấy không được rồi đó. Nếu mà được ngày mơi á em qua em lấy mấy cái dao cắt hết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó nhìn của con này nó cầm dao này cả nhà. Ơ con kia nó cũng kìa. Ấy. Không dẫn thẳng nha. Hai cái phòng này mình không biết như thế nào nữa. Mình sợ khi mà mình mở cửa đâu bắt chợt con gấu nó cầm dao mình không biết cái xác có điều gì. Ô, quên con gấu đi bên phòng kia nữa chi. Đưa cái dao em cắt cho, đưa cái dao cho em cắt nha. Đây 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 đây. Bây giờ lượm được cái dao nào thì mình em cắt cái dao đó. Em.
Đưa đây, đưa cái dao em cắt cho, đưa cái dao cho em cắt cho. Đây 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 đây. Bây giờ lộng được cái dao nào thì mình em cắt cái dao đó. Có chừng. Cái dao bỏ đó luôn hả? Em. Em ơi. Con gấu em nghe nó cục cái tai rồi. Đúng không? Con gấu ấy. Nó cục cái tai rồi. Nó cục cái tai rồi. Bây giờ như vậy hoài cũng phải cách em ơi. Thấy rồi, thấy rồi. Kỹ nghe. Quái, con này sao cục tay quái. Nhìn vậy gấu kia rồi. Mệt rồi. Anh em có nói gì không nói. Mà về ngoài cái anh em mình tính lại cái vụ này cái. Ok, ok. Anh em mình tính nha. Hôm nay á, anh em mình định là gì? Sẽ cầu cô gái lên hỏi, nhưng mà khoan, để anh em mình giờ về và hỏi lại xem ông thầy á, với lại ông bác ba đồ coi ông nói sao. Khoảng 80% này do thì đúng rồi, tại hôm nay mọi thứ đều đang rất là bình yên. Thế nghĩa là cũng có, nhưng mà họ phá cái dạng họ phá ấy thôi, không thì đúng là những cái phong phá thôi, chứ không phải là nó như thế này mà có cầm dao cầm quéo mà là muốn làm dữ với mình. Em cắt hai dao chưa? Để đó, cái quéo rồi. Cái quéo anh biết. Gần. Quá, cái quéo đi. Hồi nãy em kêu cắt luôn rồi đem ngoài bỏ anh. Đi nè, em tính là hơi không mà dẹp đi. Anh em sợ là vấn đề là về chợ, nếu mà không xong là sau này có chuyện nữa. Thậm chí còn chuyện lớn hơn nữa. Đúng không? Em bên phòng phút nãy giờ mình đi ra ngoài xíu, trong này nghe lỗn cổn mà cửa bỗng nhở gỡ hết rồi nè. Ông thầy sao mà kỳ chứ, không biết là có khi nào ông ép những cái bom này đi hoặc không đi thì nó họ không làm gì không, mình cũng biết được đâu, nhưng mà phải về hỏi kỹ, hỏi kỹ lại và anh em mình trở lại và sẽ cầu, nếu mà được cầu cô gái lên hỏi rõ hơn. Chứ giờ mà kỳ cục rất lâu rồi anh em chưa cầu chỗ này đúng em nhớ không? Hồi trước là lần đầu tiên là gặp anh ngồi trên cái ghế này, thậm chí tự động cái phong cô gái này kia mình thấy lúc nó chỉ hiện cho nên mình thấy thôi. Đâu á đó gì vậy? Hay là em bây giờ về luôn đi, nhanh luôn đi, bây giờ thử lên một lần nữa nè. Đặt ngay đây nè, khỏi cái mắt đèn đỏ luôn, bớt đèn thôi. Được không? Có nghĩa bây giờ không bằng đèn đỏ mà bớt đèn thôi, chết rồi. Tại mà anh chiên cái đèn lấy cần cái máy nè. Tự nhiên kì cả. Thôi sao? Bây giờ anh em mình đặt cái chỗ đây, Lộc sẽ bớt đèn lại nha cả nhà. Anh chim cái máy lại nó là bộ bệ nó vậy. Giờ đâu anh cầu được cô gái này nó à. Hỏi thử đi. Mình không biết là họ sẽ ra hay không. Nhưng mà thì lúc bớt đèn lại qua cả nhà. Hỏi thử được. Còn vậy đi. Vậy được ha. Ok. Đi. Bây giờ anh là Đặng. Anh hỏi được đi. Nhưng mà anh sợ không biết họ. Hãy thử đi, thử anh em mình thử thôi. Hồi nãy này mình chỉ mới bật đèn thì cô gái nó xuất hiện rồi. Vậy là nhanh đang bật.
bất kể là đấu vậy. Mình chỉ mong là cô gái này hiện lên để cho anh em biết chuyện gì hiện tại, điều gì đang xảy ra đối với cô gái này. Hỡi hương linh của người quá cố đang ngủ trong ngôi nhà này, tôi rất mong quý vị có thể cho chúng tôi biết vì sao Long Hồn bị mất đi hai cánh tay và hay là hỡi cả nhà đi gầy gò gà cả nhà. Nếu có thể hương linh hãy chỉ đường dẫn lối để anh em chúng tôi hóa giải kiếp nạn này của hương linh. Cái cô gái đó đó, nhưng mà không nói được nữa. Giờ nó có tai lên nữa kìa. Thôi bây giờ về đi. Bây giờ anh em mình tạm về đi. Cái việc này anh em mình phải làm rõ lại. Chứ mình thấy nói chung là có điều đi ra ngoài đi, ra ngoài đi. Giờ anh em mình rút đi. Tạm dừng video đây nghe. Anh em mình về sẽ hỏi rõ cái vấn đề này. Bây giờ cái điều quan trọng tắt máy này là kiếm những cái đi đi. Tắt máy. Ok. Ok, chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi anh em mình.